Thưa quý vị, đối với thế hệ người dân sinh sống lâu năm tại quận Sơn Trà, bến phà An Hải tại ngã ba Nguyễn Công Trứ, Trần Hưng Đạo nối đôi bờ là ký ức đã in đậm trong lòng mỗi người, nhắc nhớ về thời điểm gian khó của quận Sơn Trà. Nhưng sau 25 năm, quận Sơn Trà hay khi xưa còn gọi là quận 3, thì giờ đã hoàn toàn thay đổi diện mạo, ngày càng phát triển. Bến phà thằng này nằm ở ngay chỗ bây giờ tôi với cô đứng là nằm ở chỗ này, vị trí này. Còn con đường con Nguyễn Trứng này lúc đó là chưa làm. Lúc đó còn đá lồ ghề kia mà hẹp lắm. Nhưng mà sau này Đà Nẵng phát triển rồi là bắt đầu cái con đường Nguyễn Trứng làm lại, cởi mở ra thành con đường 10m5. Lúc trước con đường hẹp lắm. Con đường chỉ là một chiếc xe là coi như là đi qua đi về vừa thôi. Ông Nguyễn Văn Dũng là người dân Đà Nẵng sống ở khu vực bến phà An Hải, nay thuộc phường An Hải Tây. Mặc dù tuổi đang ngoài 60, nhưng mỗi lần nhắc về bến phà thì ký ức của ông vẫn còn nguyên vẹn. Nhắc nhớ ông về thời thơ ấu còn tắm sông, rồi qua phà đi học, và nhất là những năm tháng Sơn Trà còn khó khăn. Còn ông Nguyễn Văn Lựu, một người dân đã gắn bó với khu vực bến phà An Hải từ trước năm 1975, chứng kiến nhiều sự thay đổi ở khu vực Sơn Trà nói chung và bến phà nói riêng. Theo ông Lựu, thời đó đa số cư dân Sơn Trà sống bằng nghề đi biển, hàng ngày đều đi qua con đường Nguyễn Công Trứ rồi qua bến phà, mang sản phẩm làm ra đến chợ hàng để tiêu thụ. Khung cảnh nhộn nhịp khi đó tại khu vực bến phà là khoảng thời gian ông Lựu không thể nào quên. Tôi nghĩ rằng là cái ấn tượng của nó rằng là mình không thể ngủ sớm được và mình cũng không thể dậy trễ được. Phải nói như vậy bởi vì đang họ nói nhiều quá. Buổi sáng thì cũng 3 giờ sáng thì là có những cái xe lông mà nó nổ cái máy rất là lớn, âm thanh nó rất là lớn. Mờ sáng ra thì có những cái người ta gánh các cái sản phẩm người ta làm ra, các cái gia đình ở bên ven đường này thì hay ra mua. Sau năm 1997, thành phố có chủ trương giải tỏa chỉnh trang đô thị, bến phà An Hải dừng vĩnh viễn và thay vào đó là cầu sông Hàn. Vì đi lại thực sự rất thuận tiện, ai nấy đều rất phấn khởi với chủ trương này của thành phố. Cầu sông Hàn đã trỗi dậy thì bắt đầu là phía Sơn Trà thấy vực dậy. Thứ nhất là vấn đề con đường xá được mở mang, và đồng thời khu dân cư đó nó khang trang đẹp. Và toàn bộ cái không nói riêng về cái khu vực Sơn Trà mà nó như những phường An Hải Tây, An Hải Bắc và đồng thời và Mân Thái, Thọ Quang cũng vậy. Quận Sơn Trà ngày nay đã trở thành trung tâm du lịch của thành phố, thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước. Với những điểm du lịch nổi tiếng như khách sạn đạt chuẩn 5 sao, khu nghỉ dưỡng cao cấp, hiện đại và nhiều sự kiện mang tầm vóc quốc tế đã diễn ra. Với diện mạo như vậy, người dân tại đây đặt kỳ vọng về quận Sơn Trà sẽ ngày càng phát triển hơn nữa. Nếu mà cái xu hướng phát triển như thế này thì chúng ta phải đẩy mạnh cái vấn đề phát triển du lịch. Hiện nay thì đối với Sơn Trà thì cái tiềm lực, tiềm năng vẫn còn chưa khai thác hết. Cho nên chúng ta phải đầu tư thêm về cái lĩnh vực du lịch. Mà thành phố đã xác định là thành phố Đà Nẵng là du lịch và dịch vụ, thương mại, dịch vụ, thì Sơn Trà cũng vậy.